Mày ngồi nó cam này. Đây lô phải lơ bên ạ. Nước cam nhỉ? Nước cam luôn nè. Ôi trời, nước cam à. Nước cam luôn. Ông này ông ấy thế mọi người ạ. Đâu, lô ở đây cô xem nào. Xem có những cái gì nào. Nặng lắm đấy. Đưa cô lô cho. Cái đây là một chị em ngồi vào đây. Dê hấu à? Cái gì? Cái là dê hấu à? Sao lại dưa hấu? Cái này là nước giặt. Nước giặt ở đâu vậy? Nước giặt ở đây. Một chị em này. Một chị em. Ủa? Phải quá. À, cho xem video đấy rồi mọi người ạ. Cho tôi xem video đấy rồi. Cô đâu ơi, đừng có lừa lại nữa. Lừa cái gì? Cô đâu bảo cô đâu có yêu chú nào. Cô đâu có nào, vớ vẩn. Cô đâu bảo chết rồi. Rồi hãy nói cho Lôi và Lôi sẽ đi đồn cả thế giới. Nói với ông này đi đồn cả thế giới. Nói bé thôi nha, không được nói to nha. Ừ. Đi ra. Đi ra. Một chị em ơi, đi ra. Một, đi. Hai chị em thôi, đây là ba chị em rồi. Đi ra. Hello mọi người. Phải tầm hơn nửa hàng. Anh Lôi, đồ ăn này. Ăn này chưa? Anh này vào rửa chưa? Chưa. Đi. Vòng cổ đâu ấy? Sao hôm bảo là không biết cô giáo là ai? Ừ, nó không về Hà Nội nữa. Nó không biết cô giáo là ai. Biết rồi. Hôm nay ông bảo lừa rồi. Tóc càng ngày càng ít rồi. Nói lừa thôi. Con lê cả tóc ít rồi. Ông nhiều ấy. Ông lại đánh trung lãng. Ông lại đánh trung lãng. Đây tôi bóc cho. À, dụng răng nữa. Ai cho ăn? Ông thấy hôm trước Lôi phải đi ấy à? Lôi ăn nhiều quá à? Trời, cô tôi. Ông này, ai cho ăn? Ba chị em nha mọi người. Ê, làm thế nào để cho nó cả ba người nhỉ Đức Anh nhỉ? Ba người. Mọi người. Cho ba người thì không được đâu. Cho Lôi ngồi đằng sau này không được. Mọi người lại cho cô la ngon nhỉ? Mọi người, lát nó lên cái này thì mọi người tránh xa tầm tay của trẻ con nha mọi người. Ê, đừng có tí nữa, cứ lấy cho lấy ăn đi. Thế vui quá. Một ngày mà không nghe thì nó nói buồn lắm nhỉ. Nói nhiều lắm. Ngon nhỉ. Nào. Một chị em này, sao bên này bán hàng đây. Một chị em này, đằng sau đi. Một chị em. Chị ra đằng sau đi chị ơi. À. Chị ơi, đằng sau đây, đây chị ơi. Chị mệt quá. Đến đâu có đâu luôn chị. Đến đâu kia đây không phải. Rồi, ok. Đằng này cắp à. Ok, một chị em đứng đây nha. Cô đang lấy cá bảo kia đây à? Vâng. Ê, có thể bớt nói được không? Có thể nói ít lại được không? Được ạ. Khan cô ơi kìa. Linh khoảng hello 8 mọi phút. Người. Nói chuyện khoảng 8 phút nữa thì Linh. Ôi, lên luôn đi chứ nói chuyện 8 phút. Ok, thế là Linh bán hàng trong rồi, vào trong like đi, bán hàng có gì đó đâu mà nói. Chị mê lốt một cái đấy lên. Dạ. Đố chị biết. Có, ở đây có bò khô nha. Ba chị em nha mọi người, ba chị em. Ủa cái gì đấy? Đố chị biết cái này giá bao nhiêu tiền? Bán thôi. Bán một hôm kết thử rồi. Lâu rồi chưa bán, cho nên là quên rồi mọi người. Cô đâu ở nhà cô đâu bán nhiều thế? Bán nhiều đâu, bán được 2 buổi. Ê, 5 phút đừng im, không nói chuyện, ok? Dê nào? Yeah. 5 phút rồi. Đừng im, không nói chuyện, okay. Thử thách nha, ok. Dâu. Lại đây, Lôi. Không ăn được đâu. Chung cho Lôi ăn, Lôi ăn nhiều. Cô đâu có nhiều người ăn gì ấy. À, 5 phút không được nói á. Ok nha mọi người, hôm nay đố chị Lệ cái giá của hai cái bịch này là bao nhiêu tiền nha. Hôm nay đố chị Lệ ai à, 5 phút không nói chuyện mà. Bây giờ đây rồi. À 4 phút rồi, còn 4 phút nữa, im. Lên nha, lên okay. Sản phẩm này nha mọi người ơi, nước giặt. Cô bố hai túi nước giặt. Cái này thì một chị em ra lấy cho cô cái iPad. Im mà. Cái mà. iPad của cô Lè. Đúng rồi. Cái iPad của nhà Lè. Của nhà. Thằng này bây giờ láo thật đấy. Ô. Lát nữa chú Linh đi làm việc về, cô Lè sẽ bảo với chú Linh. Rồi hư. iPad của nhà Lè. Cái iPad của Lè à?
Gì nói con này ạ? Không biết để xem như nào đó, không phải xin lỗi, xem thái độ như nào đó. Cái này trước khi bạn là gọi là sao, Đức Anh đã gửi cho mình để mình dùng thử rồi. Mình dùng thử trước khi bán rồi nha mọi người ơi. Nhưng mà mình cũng chưa biết giá bao nhiêu. Thực ra là chưa biết giá bao nhiêu. Một đôi như này á. Vâng, combo à? Chị đoán đi. Combo 2 gói. Đoán đi, đoán xem là bao nhiêu. Cái này làm sao đoán được? Chị cứ đoán theo trong tầm giá của chị. Đoán mà thấp hơn thì sao? Hay nhiều hơn thì sao? Tiết kiệm đến 65k. Mọi người ơi, chị lại là kiểu không hay đi mua mấy cái đồ này cho gia đình đâu. nên là đang chờ xem là đấy nhìn đấy bao nhiêu mọi người, cho cái mốc đi, khoảng từ đâu đến đâu chứ? Khoảng từ 400 đổ lại. Gì 400 đổ lại á? Bao nhiêu? Bay đi cả. Ừ thì chắc chắn là phải là 3x chứ. Thôi mình xem rồi đấy. Thôi mày nói đi chứ tao không biết đâu. Cái này một túi như này là 3,8 cân nha mọi người, nhiều lắm, nặng lắm. Combo. Ui cái này mà ship là đắt tiền lắm đây này, tiền ship đây. Đấy. Bởi vì nó nặng cân đấy. Thế bây giờ link luôn cho mọi người này. Đức Anh ghim đi. Ok. Ghim luôn nha mọi người ơi. Bao nhiêu suất Đức Anh ơi? Thôi lên đây nào. Nào một chị em ơi. Cái này link 20 suất đấy chị ơi. Hả? Có 20 suất rồi. Nó nặng quá. Hôm trước bán hàng là biết nặng quá là ship ship nó ra hơi đắt mọi người. Là link ít deal cho mọi người, nếu mọi người ai mà có nhu cầu thì mọi người săn đấy. Đây combo 2 túi nước giặt. Hiện tại giá niêm yết là 420k, hôm nay trong phiên live này chỉ còn 316k. Biết ngay là 3x mà. Nhưng mà vài đặc biệt. Không. Chị đặc ơi, còn điều đặc biệt đằng sau. Đây này. Điều đặc biệt đây này. Được. Kể nào. Đây một. Thêm một. Thêm gì nữa? Thêm một. Và thêm nữa một. Còn cái nữa. Đây nhưng mà đâu ấy. Ở đâu đấy. Còn thêm cả một dầu gội đầu nữa mẹ mọi người ạ. Còn một dầu gội đầu nữa. Kèm theo á. Ship 16k gì ấy. Cùng hãng á. Đúng rồi. Đúng rồi chị. Được kèm theo 3 món. Cùng kèm theo 3 món. Rồi mọi người là ơi. Mua 2 được 5. Mua 2 cái này được 5 phần, 5 à, 3 phần quà nữa là 5. Mặc cái nước giặt này thơm lắm mọi người. Chỉ có 20 suất thôi mọi người ơi. Chỉ có 20 suất thôi. 20 suất. Ship 1,7. Ship 1,7k á. Ui. 20 suất thôi mọi người ơi. Mọi người ơi, ai mà ship dưới 50k. Ồ hôm trước mình mua là ship 100 mấy. Ok, 2 combo. Em mua 3 combo này ship hết. Bình thường 3 combo này là 900 mấy. Ship hết 300 nghìn là 1,2 triệu. Ôi giời. Nhưng mà vẫn hồi hơn. Ừ, vẫn hồi mà. Vẫn hồi hơn chỗ khác mọi người ạ. Lên chưa Đức Anh? Lên rồi. Lên rồi mọi người ơi, lên rồi ạ. 20 suất thôi. 20 suất thôi nha mọi người ơi. 120k hôm nay chỉ còn 328k. Cái này màu hồng thơm lắm. Thơm nhờ, cái này thơm mọi người ạ. Ship 23k là dễ rồi mọi người. Thơm. Ôi lại đây nào, lại đây này. Ship 23k là siêu rẻ luôn rồi đấy mọi người ạ. Lại đây nào, ba chị em nào. Ba chị em nào. Nhanh nào. Con này không nói nhiều nha. 1, con này đếm đến 3 mà không lại à. 1 2 3 lại đây ngay. 1 2 lại đây bằng 4 cái chân đây mà. 317k for receipt. Cái này đánh rồi đấy mọi người ạ. Mày đánh rồng phải không? Ri lên xem nào. Ri lên thì không nói về chú Linh. Ri đi. Thì ri lên nào. Cười đi. Cười lên nào. Cười đi để không nói với chú Linh. Cười nào. Nhìn các con cách cười nào. Chào chú Linh đang xem live đấy. Chào mọi người. Chào cô chú đi. Còn 10 suất đấy chị ơi. Ôi, còn 10 suất nữa mọi người ơi. Mọi người ơi, cái này hôm trước em không nói điều luôn, nói điều mất lòng luôn. Em mua tổng cộng là 4 combo. Ừ. 4 cái là mấy nhỉ? Cái này thì mình đang có ở nhà, hôm trước anh đưa cho mình rồi. 8 gói mua. Hết đâu đấy khoảng 1,6 triệu. Xong em lại còn nhưng mà nhá, cái này một lần dùng một nắp thì biết bao giờ dùng mới hết được cái bình này. Đã đến hết một bình này xong lại còn một bình này.